Trẫm chuẩn bị phong cô ta làm đáp ứng. Đứa trẻ này thông minh lanh lợi, trong ngày vạn thọ đã hao tổn công sức để làm cho ta vui, người lại trông rất mỹ miều. Ta thấy đáp ứng có chút thiệt thòi cho cô ấy, phong làm quý nhân. Thần thiếp chẳng qua chỉ là một quý nhân, đột nhiên được thánh sủng. Chủ tử của các cung dĩ nhiên là phải đố kỵ. Lý Ngọc, lệnh công bộ thượng thư Cáp Đa Cáp làm chính sứ, học sĩ nội các Ngũ Linh An làm phó sứ, mang tính vật sắc phong quý nhân Quỳ Thị làm lệnh tần. Ngoài ra kêu gia tần đóng cửa sám hối một tháng, chép nữ tắc 100 lần. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vừa mới hạ chỉ phong lệnh tần lên làm lệnh phi. Hoàng thượng có ý lập lệnh quý phi làm hoàng quý phi. Người nói cái gì? Hoàng thượng muốn xác lập Ngụy Thị làm hoàng quý phi. Khi nào vậy? Dạ. Khi nào thì chính thức sắc phong? Sau khi Nam Tuần trở về. Thần thiếp xin lĩnh đại hạ hoàng quý phi. Hoàng quý phi dạng phúc kỳ mai.